vội phá ra ngang đời ta. Yêu nhau đắm sâu nhưng giờ ai ăn còn đâu, chỉ còn lại mình ta với bao sầu nhớ. Vì sao người cách xa còn đây môi mình ta, gió đông lạnh lùng hơn xưa, mình ta vẫn trong mưa. Lệ rơi khóe mắt tuôn trào, một cuộc tình đã xa, còn lại một mình ta lang thang phố vắng đã không còn ai. Vì sao lòng mãi đau vì ta chẳng còn nhau, trốn xa người hãy nhớ hạnh phúc với ai kia. Lòng ta giờ đây ra lạnh tìm về hạnh phúc xưa, người giờ này còn nhớ hay đã quên rồi. Một lần trong đời ai cũng yêu dài khờ, tình đầu ai cũng bao nhiêu mộng mơ. Khi xa là nhớ mong chờ mãi môi tình thơ, nhưng đâu hay giấc mong sẽ mau vội tàn. Tình đẹp mau tàn ai đó rơi phố vàng, một người vội phá ra ngang đời ta. Yêu nhau đắm sâu nhưng giờ ai ăn còn đâu, chỉ còn lại mình ta với bao sầu nhớ. Đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài tập mới nhất vào mỗi cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ vào tổ hợp thứ nhất của bài. Các bạn đứng lên chân phải và chống chân trái, hai tay chống hông. Các bạn sẽ đánh hông 8 nhịp nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ đổi bên, đứng lên chân trái và chống chân phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ lắc hông, hai tay các bạn sẽ đưa từ trong ra. 3, 2, 3, 4, hạ tay xuống. 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta vào tổ hợp thứ hai, bắt đầu từ chân phải. Các bạn bước chân phải lên trước chân trái. Hai tay các bạn lượn. 1. Trụ lên chân phải. 2. Chuyển trụ chân trái. Và bây giờ các bạn sẽ có bước chân sang ngang chân phải. 3 và 4. Bước chân trái lên trước chân phải. 5. Trụ lên chân trái. 6. Chuyển trụ chân phải. Và bây giờ các bạn lại có bước chân sang ngang chân trái. 7 và 8 tương tự. Bây giờ các bạn sẽ đưa tay lên thắt đầu nhé. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Tổ hợp thứ 3, hai tay các bạn sẽ để ngang hông và bắt đầu từ chân phải nhé. Bước chân phải lên trước. 1. Đưa chân trái sang trái. 2. Bây giờ các bạn sẽ bước chân trái lên trước. 3. Và đưa chân phải sang phải. 4. Tương tự nhé. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ có bước chân trái lùi. Bắt đầu từ chân phải, các bạn sẽ nghiêng bên phải nhé. 1 và 2. Các bạn lùi chân trái và nghiêng chân trái. 3 và 4, tương tự lùi bên phải, nghiêng bên phải. 5 và 6 và lùi bên trái. 7 và 8, các bạn về chỗ. Tổ hợp thứ tư. Tổ hợp thứ tư các bạn sẽ có 4 nhịp sang phải, bắt đầu từ chân phải nhé. 1 2 3 4.
bước chân phải lên trước và hai tay ở ngang. 5 6 ra sau và bước lên trước một lần nữa và tay bước lên cao. 7 8 đưa về. Bây giờ các bạn sẽ đi sang trái, bốn nhịp chân, bắt đầu từ chân trái. 2 2 3 4 tương tự, bây giờ các bạn bước chân trái lên trước và hai tay mở ngang. 5 6 đưa ra sau và đưa tay về. 7 các bạn bắt đầu nhé. 8 đưa về. Tổ hợp thứ 5. Bắt đầu chân phải, các bạn xoay 4 nhịp theo chiều kim đồng hồ nhé. 1 2 3 4 và tương tự, bây giờ các bạn sẽ xoay ngược lại theo chiều ngược kim đồng hồ 4 nhịp, bắt đầu từ chân trái. 5 6 7 8. Tổ hợp thứ 6, bắt đầu từ chân phải, đấy là bước chân ra tiến. 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Các bạn bước sang phải nhé. 1 2 bước sang trái. 3 4 tiếp tục. 5 6 7 8. Bây giờ các bạn sẽ có bước chân đan lùi, bắt đầu từ chân phải. 2 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8 tương tự. 2 2 3 4 5 6 7 8. Tổ thứ 7, bắt đầu từ chân phải, các bạn sẽ lùi chân phải ra sau nhé. 1 trụ lên chân phải, 2 chuyển trụ chân trái. Bây giờ các bạn sẽ có bước chân ra ngang sang phải. 3 và 4 lùi chân trái ra sau. 5 trụ lên chân trái, 6 chuyển trụ chân phải. Các bạn sẽ có bước chân ra ngang sang trái. 7 và 8 tương tự nhé. 2 2 3 và 4 5 6 6 các bạn đưa về. Tổ hợp cuối cùng, hai tay chống hông, các bạn bước chân phải lên trước và hất hông nhé. 1 2 bây giờ các bạn trụ lên chân phải và chuyển chân trái lên trước. 3 4 các bạn sẽ lùi chân trái ra sau và đưa tay phải ra trước nhé. 1 và 2 lùi chân phải và đưa tay trái ra trước. 3 và 4 tiếp tục. 5 và 6 7 và 8